Chào mọi người, lại là mình đây. Hôm nay mình chỉ chia sẻ cho các bạn cách chơi đoạn intro của bài Yeoman. Hôm trước mình có đăng một clip trên YouTube thì cũng có một số bạn hỏi mình hướng dẫn cách chơi của đoạn này, thì hôm nay mình sẽ làm clip này để chia sẻ cho các bạn. Thứ nhất thì tâm của cái bài hát này á là chơi ở tông pha thanh trưởng, nhưng đàn mình đã hạ xuống nửa cung nên mình chỉ chơi trên thế tay sơn trưởng. Sau đây mình sẽ đánh với một lần đầu intro này. Đó, vừa rồi mình đã đánh xong cái đoạn intro. Thì sau đây mình sẽ đánh lại một lần. Để cho dễ chơi á, mình sẽ chia cái câu intro này ra thành 5 câu nhỏ. Sau đây là câu thứ nhất. Câu thứ hai. Câu thứ ba. Câu thứ tư. Cuối cùng là câu số 5. Sau đây mình sẽ đi vào câu thứ nhất. Về câu thứ nhất thì chúng ta bắt đầu trên dây số 6, bắt đầu từ nốt son ở vị trí ngang số 3 của đàn. Sau đó mình đánh lên nốt la, nốt si. Ở nốt la và nốt si thì mình sẽ trượt lên nha. Tiếp đến ở dây số 5 á, thì mình bắt đầu từ nốt re. Nó ở ngăn số 5 của dây số 5. Nốt re mình đánh lên nốt mi. Tiếp đó là mình đến dây số 4 thì bắt đầu mình đánh ở vị trí ngăn số 5 của dây 4. Chúng ta đánh lên ngăn số 6, ngăn số 7 của dây số 4. Chúng ta kéo lên ngăn số 9 của dây số 4. Tiếp đó là mình sẽ đánh ở dây số 3. Dây số 3 thì mình đánh ở ngăn số 7 của dây số 3. Sau khi mình đánh tới ngăn số 9 của dây số 4 thì mình sẽ đánh ngăn số 7 của dây số 3. Mình đánh lại từ đầu đến ngăn số 7 của dây số 3 nha. Sau đó mình đánh lại ở dây số 4 từ ngăn số 9. Mình kéo vào ngăn số 7. Mình kéo vào ngăn số 5. Sau đó mình đánh dây số 6 của ngăn số 7. Mình đánh lại dây số 4 của ngăn số 5 là chúng ta kết thúc câu 1. Chúng ta sẽ đánh lại này.
một lần nữa đi. Đánh chậm cho các bạn xem này. Mình sẽ đánh lại câu số 2 cho các bạn theo dõi. Chúng ta đánh ở ngang số 5 của dây số 5. Gõ lên, đánh lên ngang số 7 của dây số 5 này. Tiếp sau đó này, dùng ngón này mình đánh ở dây số 4 này của ngang số 5. Mình dùng ngón này mình đánh lại ngang số 7 của dây số 5. Mình đánh lại nè. Chậm cho các bạn xem này. Bắt đầu từ dây số 5 của ngang số 5 nha. Đó, sau khi mình đánh được câu số 2 thì chúng ta chuyển sang câu số 3. Mình sẽ đánh câu số 3 đánh mẫu cho các bạn xem. Câu số 3 thì chúng ta sẽ bắt đầu từ ngang số 7 của dây số 4. Chúng ta đánh lên ngang số 9 của dây số 4 này. Chúng ta trượt nha. Trượt từ ngang số 7 này, chúng ta trượt lên ngang số 9 này của dây số 4 nha. Tiếp theo đó, mình sẽ đánh ngang thứ 7 của dây số 3. Sau khi mình trượt lên này, mình sẽ đánh vào ngang số 7 của dây số 3 này. Tiếp theo đó mình sẽ đánh ngang số 9 của dây số 3. Mình sẽ đánh chậm lại cho các bạn theo dõi này. Trượt này. Mình đánh lại một lần nữa này. Tiếp sau đó là câu thứ tư. Câu thứ tư chúng ta cũng bắt đầu từ ngang số 7 của dây số 4 này. Chúng ta trượt lên ngang số 9 nè. Sau đó chúng ta bấm ngang số 7 của dây số 3 nè. Đây, chúng ta đánh lại nè. Mình sẽ đánh lại một lần nè. Bắt đầu ở ngang số 7 này. Ngang số 7 của dây số 4 này, chúng ta trượt lên ngang số 9 của dây số 4 này. Chúng ta đánh ngang số 7 của dây số 3 này. Chúng ta đánh lại ngang số 9 của dây số 4 này. Cái lúc này chúng ta sẽ đỡ tay lên ngang số 7 của dây số 4 này. Chúng ta trượt trở về ngang số 5 của dây số 4. Đây đây, mình sẽ đánh lại đây. Kết thúc câu số 4 đến là cái câu cuối cùng, câu số 5. Câu số 5 chúng ta bắt đầu từ ngang số 3 này. Câu này dễ hơn.
là chúng ta sẽ kết thúc được câu intro này. Bây giờ mình sẽ đánh lại hoàn chỉnh nha. Đây mình sẽ ráp nhạc vô. Đó là tất cả cái câu intro của cái bài này. Chúc các bạn sớm tập được. Chào các bạn.